khoảnh khắc của niềm vui, khoảnh khắc của đoàn tụ. Hà Nội hoàn toàn giải phóng. Ký ức ngày 10 tháng 10 lịch sử. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Đại đoàn 308 dẫn đầu là Trung đoàn Thủ đô tiến vào nội thành Hà Nội. Từ sáng sớm, người dân thủ đô đã nô nức mang theo cờ hoa ra khắp ngả đường chào đón đoàn quân trở về sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Thế nhưng ít ai biết rằng 214 người thuộc tiểu đoàn Bình Ca đã về Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trước ngày 10 tháng 10. Với danh nghĩa đơn vị cảnh vệ, họ được phân công nhiệm vụ tiếp quản 35 trọng điểm do Pháp chiếm đóng. Vì sau khi thất bại ở Điện Biên Phủ, Pháp thì nó định là phá cho Hà Nội, trước khi đi Hà Nội nó phá cho Hà Nội ta này. Cho nên ta phải cho một đoàn quân vào, ém ở các cái đồn của địch ấy, để không cho nó phá vách. Chúng tôi vui vì chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà chúng tôi nhìn vào bên ngoài, thấy những cái nụ cười của người dân, cái nụ cười của Hà Nội, nhân dân đang chờ 8-9 năm, họ ùa ra, họ ôm lại. Những người con là chiến đấu anh hùng. Thủ đô hoàn toàn giải phóng, những người con đã chiến đấu trở về. 66 năm đã trôi qua, ngày 10 tháng 10 đối với gia đình đại tá Hoàng Thúc Cẩn còn là ngày đoàn tụ. Gia đình ông khi đó có 5 anh em trai cùng tham gia chiến đấu. Mỗi người một đơn vị, bằng lời truyền miệng khi hành quân và lời hẹn ước, nếu còn sống sẽ gặp nhau tại cầu Thê Húc khi giải phóng thủ đô. Chưa ai đi Hà Nội cả, nhưng mà biết là cầu Thê Húc là nghe tiếng là Hồ Hoàn Kiếm thôi. Ở cầu Thê Húc mà ôm nhau mà khóc mà. Là vì bao nhiêu năm xa cách, thì nhưng mà bây giờ là gặp nhau. Đại tá Hoàng Thúc Cẩn nay đã 93 tuổi. Ông và các anh em cũng không còn đủ sức khỏe để ra cầu Thê Húc vào ngày 10 tháng 10 mỗi năm như trước. Thế nhưng, ngày này vẫn là khoảnh khắc của đoàn tụ. Ngày 10 tháng 10 không chỉ là thời khắc quan trọng trong lịch sử của hàng ngàn năm Thăng Long Hà Nội, mà còn có ý nghĩa trọng đại của toàn dân tộc, chấm dứt thời kỳ gần một thế kỷ xâm lược của thực dân Pháp. Hà Nội của 1954 vẫn còn mãi trong trái tim và ký ức của những người chiến sĩ năm nào.